ba cô nàng xinh đẹp của FNSD đã chính thức có mặt Hà Nội rồi, Son ơi. Được biết sẽ có ba thành viên Suzon, Juji và Sunny của FNSD tới Nội Bài trong tối ngày 31 tháng 3 để chuẩn bị cho buổi biểu diễn vào ngày mùng 1 tháng 4. Vào khoảng 10 giờ 30 phút tối ngày 31 tháng 3, ba thành viên FNSD là Suzon, Sunny và Juji đã có mặt tại sân bay Nội Bài. Tuy nhiên, vì vấn đề an ninh, nên hình ảnh của các cô nàng vẫn được bảo mật đến phút cuối. Theo thông tin mới nhất từ sân bay, ba thành viên FNSD đã được xe riêng đón ngay tại chân máy bay. Trước đó, đám đông fan của FNSD tại Việt Nam đã có mặt cùng khẩu hiệu, bóng bay và đồng phục, nhuộm hồng cả sân bay Nội Bài để chào đón các thần tượng của mình. Được biết, hồng vốn là màu chính thức của FNSD. Nhóm sẽ cùng NCT và Ly Thức biểu diễn tại đêm nhạc từ thiện đồng hành Going Together Concert sẽ diễn ra vào mùng 1 tháng 4. Đã khá lâu rồi FNSD mới hội tụ đủ 8 thành viên trên sân khấu trong một chương trình ý nghĩa như vậy nên các fan vô cùng mong chờ. Fan tập trung thành hàng dài tại cửa ra dự kiến của 3 thành viên FNSD. Cả một khu sân bay nhuộm hồng vì đồng phục của Son. Được biết, màu hồng là màu chính thức của FNSD. Fan rất nhiệt tình mang theo banner tiếng Hàn, ảnh của thần tượng